thì các bạn, anh em thì đang tới đây để họp mặt, họp live đây. Đây là một cái quán nhậu ở Sài Gòn á. Đây là cái quán nhậu của Nghĩa Phát. Rồi, còn ai chưa có chỗ ngồi không? Đủ chưa? Còn có thêm cho cái bàn nữa được không? Cho cái bàn nữa đi em. Cho một cái bàn nữa giúp anh đi. Đây, tụi mình đang ở đây là cái quán nhậu ạ. Bia nào? Ôi, anh không biết để anh em dùng luôn. Còn anh để anh em quen uống bia kia rồi em ơi.
em mua ở đâu? Điện thoại cũng được mà cái đấy cũng được à? Nó có cái đồ gắn cái này tháo ra được. Thank you.
chơi chính trách rất mạnh luôn. Tại vì lúc nãy bọn em là duy nhất bọn em với cái giá thấp cực thấp. Đến nô spa thì we'll be right back.
làm. Mà anh Dũng chính là so với các anh em, anh ấy là người xem video của anh em nhiều nhất. Mình thì đúng là nói thật là mình ít xem kênh của anh Dũng. Thì bình thường là ví dụ như anh ấy cứ cuối tuần là
Yeah.